Ta nhân danh Đức Bà Maria là nữ vương thiếu nhi. Giờ đây xin mời tất cả các em thiếu nhi đứng lên chuẩn bị tuyên hứa. Xin mời các em đầu ghế. Phêrô Nguyễn Hải Lâm, Maria Minh Thị Trà My, ba các em bước lên lần lượt đứng giữa. Trước khi các con tuyên hứa, xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng căn, đức tin cùng với các em. Để sống trong tự do của con bé Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con của Thiên Chúa Chúa chúng ta, sinh bởi Thánh Nữ Maria đã chịu mẫu hình và mai phán, đã sống lại từ còn chết và đang ở bên cùng Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh không con, tin phép tha tội, tin sáng sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Các con rất thân mến, các con muốn gì? Để thi hành ý muốn đó, tất cả chúng con sẽ làm gì? Chúa, nhờ ơn Chúa nhận, chúng con sẽ cố gắng hơn để sống hành lễ của Chúa mong mỗi ngày. Nghe lời Chúa Giêsu nói rằng của con, hát thương Chúa trong việc thi hành một phần, siêu nước lệ để nghe ngọt ở Chúa Giêsu thật kể hơn. Chúng con biết cầu nguyện của thiếu nhi là gì không? Được, chúng con hãy nói lên lời hứa của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con xin nhận trọn đời con cho Chúa, hiệp với sự hy sinh của Chúa trong hành lễ. Con sẽ cố gắng được lễ để đến nhận Chúa, để hiểu được của anh chị em chúng con ở đó. Lạy Đức Bà Maria, thân thể đón nhận Chúa và lạy Chúa và lời đặc biệt nào. Xin nhớ chúng con với tư cách là vương miếng của sứ đoàn mẹ lên trời, Cha nhận lời tuyên hứa của chúng con. Với ơn Chúa, chúng con hãy tỏ ra luôn xứng đáng với danh hiệu thiếu nhi của chúng con là những đứa con yêu dấu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước khi trao hạnh bắt đầu,
thức rằng khăn này đã khép rồi, cho nên khi chúng con đeo trên vai, chúng con đeo bên ngực của mình, chúng con hành diện cái điều biểu tượng của những suy su thân thể người của chúng con, chứ không phải cái khăn này chúng con ghét vào trong túi, chúng con cứ lấy, chúng con đựng trái cây, chúng con làm cái khác, chúng con xuất xả trên khăn, cho nên nhắc nhở điều đó. Bởi vì lâu nay chúng con sát ta thấy rằng cái khăn chúng con không có chịu được cái sự tôn kính đúng cái khăn với thân thể của chúng ta. Giờ đây xin mời phật đoàn đứng cùng truyền thông để lời cầu nguyện đặt cái khăn cho các em. Ơn của trời chúng con ơi, danh Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa. Xin đổ xuống ơn Chúa xuống tràn đầy trên những chiếc khăn này, và xin thương cho những ai có lòng biết ơn và cùng chung hợp với Chúa, thì nhờ lời kêu cầu danh Chúa được Chúa ban ơn cho hồn an xác mạnh, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
khi chân trao khăn cho các em xong thì các em sẽ quay lại xin tất cả các anh chị như với cả các em sẽ chúc mừng các anh chị như các bạn đã được dự thăm và kể chuyện em để cho các em sức thấp hơn trong lời nước của các em nói lên những thật tình quyết tâm của người thiếu nhi thực sự trong đoàn để chúng ta sống mỗi ngày với những sự thân thể. Thank you.